vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần biểu diễn của đoàn nghệ nhân diễn viên tỉnh nhà Bắc Ninh. Thưa quý vị, nói tới mảnh đất này, tất cả chúng ta không thể không nhắc tới những làn điệu dân ca Quan Họ. Một canh Quan Họ gồm có 3 giai đoạn. Thứ nhất là giọng lề lối, thứ hai là giọng vặt hay còn gọi là giọng lá, và cuối cùng là hát dã bạo. Tiết mục hát Quan Họ lời cổ, bóng xế dãi thềm thuộc giọng vặt là kiểu hát đối đáp giữa hai làng kết trạ, tức là kết bạn với nhau. Ví dụ như nếu các chị hai làng Diềm ra câu hát bóng xế dãi thềm thì các anh hai bên làng Sim phải tìm ra một câu hát đối lại, phải chuẩn cả về âm nhạc lẫn lời ca thì mới được Quan Họ chấp nhận là đối trình. Mời quý vị và các bạn cùng đến với điệu hát này qua phần biểu diễn của hai nghệ nhân Nguyễn Thị Sang và Nguyễn Thị Thềm đến từ làng Diềm, xã Hòa Long, tỉnh Bắc Ninh. Bóng xế dài thềm là cái nét nơi ở nhang đưa, là có bên lá rằng bát ngát đi. Thập mi
chắc chắn rằng bây giờ chúng ta sẽ đến với giải thưởng cao nhất của liên hoan lần này. Quý vị và các bạn cũng đã biết đó chính là giải A. Tuy nhiên có bao nhiêu giải A và nó thuộc về những tiết mục nào, điều đó vẫn còn là một bí mật. Và Mỹ Vân cảm thấy rất vinh dự khi được công bố bí mật này tới tất cả quý vị và các bạn. Xin được công bố và chúc mừng đoàn Hà Nội với tiết mục Hát Nói Giờ Gửi Thư. Và tiết mục tiếp theo xin được dành cho đoàn chủ nhà Bắc Ninh với tiết mục Bóng Xế Giãi Thềm. Xin được chúc mừng và xin mời đại diện của hai tiết mục cùng bước ra sân khấu để nhận giải A của liên hoan hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và chúng tôi xin được trân trọng mời lên sân khấu ông Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng ông Nguyễn Công Ngọ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh lên sân khấu để trao giải A cho các nghệ nhân, các diễn viên đã đoạt được giải. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu, đến với Liên hoan Dân ca Việt Nam 2009 khu vực Đồng bằng Trung du Bắc Bộ, chúng ta có thể gặp gỡ ở đó những em nhỏ chỉ mới 11, 12 tuổi và cũng có thể là những nghệ nhân cao niên. Và ở đây quý vị có thể nhìn thấy em Kiều Anh, một em nhỏ còn rất là trẻ cũng đã đến với Liên hoan và đã nhận được giải A của chương trình này. Một lần nữa tất cả chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho tất cả các nghệ nhân, các diễn viên đã đến với chương trình ngày hôm nay. Giải A, giải B hay giải C hay là những tấm bằng khen thì đều là những sự ghi nhận của ban tổ chức, của khán giả gửi tới tất cả các nghệ nhân, các diễn viên đã tham dự Liên hoan Dân ca Việt Nam 2009.